ba con giáp may mắn vào tháng 7 cô hồn. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, vất vả thì mới tìm thấy được sự an yên, sung túc. Trời sinh mỗi người một số mệnh, vì vậy trong mỗi năm sẽ có những người gặp được may mắn, bên cạnh đó cũng có không ít người gặp phải thất bại. Tất cả điều đó chúng ta đều không thể lường trước được. Tuy nhiên, các bậc thầy tử vi cho rằng, dựa vào việc phân tích khu mệnh cũng như là số tử vi của các con giáp trong vòng trường sinh, chúng ta có thể phần nào dự đoán về vận mệnh của các con giáp trong tương lai. Cụ thể, trong tháng 7 của hồn sắp tới, ba con giáp sẽ có số phú quý, một bên được thần tài nâng đỡ, một bên được quý nhân phù trợ, vẽ cả đôi đường. Xin mời quý vị hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được ba con giáp đó là những con giáp nào, liệu rằng mình có thuộc một trong ba con giáp may mắn này hay không, và có những vận may nào đến với ba con giáp trong thời điểm tháng 7 âm lịch sắp tới. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Dậu. Tử vi của mệnh chủ tuổi Dậu trong tháng 7 âm lịch vô cùng may mắn. Quan hệ tam mũi cục sẽ đem lại cho bản mệnh một tháng rực rỡ so với các con giáp khác. Như bản mệnh cũng không nên lơ là vận thế tử vận. Dậu kim lâm tử tại bính hòa trong quan hệ tương sinh. Vậy nên, dù sự nghiệp được hỗ trợ, tài lộc dồi dào thì bản mệnh vẫn cần nhắc nhở bản thân. Kiêu ngạo quá chỉ dẫn tới họa tiểu nhân. Bên cạnh đó, trong tháng này, mặt tình cảm thì quá vượng, lại lâm vận xấu. Phong lưu đa tình chỉ khiến cho con người ta, gia đình khốn khổ, độc thân lại khó xác định được nửa còn lại. Sức khỏe mệnh chủ nhiều về hành kim, bản mệnh cũng cần lưu ý các bộ phận như phổi, đường hô hấp. Cụ thể, trên các phương diện sau. Về phương diện sự nghiệp, chủ dịch có viết, đại tài kiền nguyên, vạn vật trì thử, ngãi thống thiên. Tức thân Dậu Tuất hợp kim cục, hành kim thì tâm tư rộng rãi, phúc quý cao xa, bản thân mạnh mẽ, sức liên kết vững vàng, có tố chất của người lãnh đạo. Tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Dậu cho thấy sự nghiệp bản mệnh sẽ phất lên như diều gặp gió. Những mệnh chủ làm lãnh đạo thì nên mở rộng tấm lòng mình hơn và khoản ưu ái, thu phục lòng người. Bản mệnh cũng là người có tố chất, nhất định chuyện đề bạt không còn bao xa. Ngoài ra, với đại cát tinh thiên ất thì đường công việc càng thêm thuận lợi, gặp hung hóa cát, dễ dàng được đối phương giúp đỡ nhường nhịn. Tuy nhiên, vì người hành kim luôn có suy nghĩ cao xa, coi trọng đạo đức, hành vi nên có đôi khi tâm lý ham hư vinh, có phần ảo tưởng về thực tế. Cho nên bản mệnh phải nhớ, nếu cứ kiên quyết theo đuổi vấn đề sẽ không được đám đông nhìn nhận. Hãy học cách để ý tới cảm xúc, ý kiến của những người ở xung quanh mình. Về phương diện tài lộc, vận tài lộc của mệnh chủ tuổi Dậu trong tháng được thiên ất quý nhân trợ mệnh, vận trình vì thế mà trở nên dễ thở hơn, có chút sung túc hơn. Vận trình đi vào tử vận, tuổi Dậu sẽ phải chăm chỉ cần cù thì tiền bạc mới về tay. Trong lúc lâm vào tình cảnh cạnh tranh thì nên hành sự quyết đoán, chưa có ngoan cố mà mất đi cơ hội. Bên cạnh đó, khi lâm tử vận cần có suy nghĩ rộng rãi hay ra tay nghĩ hiệp giúp bạn bè. Vậy nên trong tháng này, bản mệnh cần lưu ý chuyện tiền nong liên quan tới những người thân thiết. Người có chức quyền cũng cần chú ý tránh xa việc áo gấm đi đêm, kẻo mất cả sự nghiệp. Chính vì vậy, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dậu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc, sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật,
cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong năm Tân Sửu 2021. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Thìn. Tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy, mệnh chủ tuổi Thìn may mắn rơi vào cục diện Thân, Tý, Thìn, tam hợp cục. Với tổ hợp các tường này, mọi mặt cuộc sống của bản mệnh rất thuận lợi. Đặc biệt, những người làm ăn dễ trôi chảy hơn khi tiếp nhận các hợp đồng mới. Chuyện tình cảm trong tháng cũng được hòa giải, mọi xích mích, người độc thân tìm được đối tượng có cùng cách nhìn về cuộc sống. Trái ngược lại, mặt tài lộc của bản mệnh phải vận động nhiều hơn mới có hy vọng làm dày túi tiền. Đó cũng là điểm do thân chủ, thân kim sinh hoa cái, tinh tại thìn thổ. Hoa cái vừa là cát tinh, vừa là hung tinh, mệnh chủ tuổi Thìn không cần quá căng thẳng. Những người làm về nghệ thuật, ca nhạc, thiết kế có thể mỉm cười vì hoa cái sẽ đem lại may mắn cho bản mệnh. Đồng thời, thìn thổ trường sinh thân kim, mệnh chủ sẽ gặp nhiều giúp đỡ từ trình ấn và thiên ấn sát thần. Nhìn chung, mệnh chủ tuổi Thìn sẽ là con giáp may mắn nhất trong tháng cô hồn âm lịch. Cụ thể, về phương diện sự nghiệp, trong tháng hỏa vượng bình thân, mệnh chủ tuổi Thìn được vận trình tam hợp nâng đỡ nên gặp nhiều thuận lợi. Những người làm việc văn phòng sẽ có nhiều tài lẻ về nghệ thuật hay văn học. Các mệnh chủ sẽ phát huy rất tốt ở các cuộc họp hoặc các chương trình hoạt động của công ty. Khiếu hài hước thiên bẩm khiến mệnh chủ vụt trở thành ngôi sao, điều này cũng có mặt trái của nó, khi có người sẽ trở nên đơn độc trong đoàn thể. Trong cuộc sống, bất kỳ cá tính nghệ thuật nào cũng phải chiến đấu đơn độc trên con đường mình đã chọn. Bên cạnh đó, trong thời gian này, tuổi Thìn sẽ dễ dàng giải quyết các công việc được giao đột xuất hay cần thời gian ngắn. Sự thông minh bất ngờ sẽ đưa đường chỉ lối cho bản mệnh. Tuy nhiên, cá tính lạnh lùng khiến gia chủ không được lòng khách hàng hay đồng nghiệp. Mặt khác, trình ấn tọa hoa cái cũng khiến bản mệnh gặp nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức trong nghề nghiệp hoặc học hành. Những người đang làm trong cơ quan nhà nước thì có điểm điều chuyển chức vụ mới. Những người làm việc bên ngoài thì sẽ được cấp trên tin cậy mà giao nhiều việc quan trọng. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Thìn cho thấy mặt tài lộc của bản mệnh tương đối khả quan nhờ có hoa cái tinh. Hoa cái tinh nhắc nhở người làm ăn phải di chuyển, vận động thì mới sinh tiền tài. Bản mệnh thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng, hâm nóng quan hệ với đối tác cũ. Đây là tháng để bản mệnh nhận trái ngọt từ các mối làm ăn. Tuy nhiên, bản mệnh không được bỏ qua quan hệ tam hợp thủy cục với thái tuế và nguyên lệnh. Trong hợp bàng khác, thân thìn bán hợp, song thân tự hình điểm báo về những cuộc cạnh tranh tiền bạc không có hồi kết. Hơn nữa, thủy cục sinh tại thân, vượng tại tí, lâm khố tại thìn. Mệnh chủ trong chuyện tiền bạc chỉ cần chú ý, tích lũy, không chi ra là được. Những chi tiêu cố định hàng tháng thì không thể tránh, nhưng những suy nghĩ bốc đồng về các nhu cầu tinh thần như quần áo, ca nhạc, vui chơi giải trí phải được suy tính kỹ càng. Đặc biệt, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông thuận lợi, mệnh chủ tuổi Thìn hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại may mắn, bình an. Bên cạnh đó, giúp xua đuổi những hung tinh, tà ma, kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, đồng thời sẽ giúp tuổi Thìn tăng may mắn, chiêu tài lộc, căn lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Thìn để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, tuổi Tuất. Mệnh chủ tuổi Tuất bước vào tháng bình thân, có thân kim tương sinh mẫu thổ khá tốt đẹp. Các quan hệ xã giao thân thuộc khiến mặt công việc của bản mệnh trở nên thông suốt hơn khi gặp rắc rối có người nâng đỡ. Ngoài ra, vì sự ủng hộ ra mặt của lãnh đạo mà chức vụ của bản mệnh có chiều hướng thay đổi. Vận tài lộc cũng gặp nhiều yếu tố tốt đẹp như có thiên ấn che chở thiên tài. Vận tiền bạc đá ngoài được tự tung tự tác. Vận trình tương sinh còn đem lại cho bản mệnh mặt tình cảm nở hoa rực rỡ. Người độc thân mỉm cười hạnh phúc, người có gia đình vững bước thành công. Tuy nhiên, chuyện sức khỏe thì đề phòng tỷ vị
không thông bách bệnh, sinh tính tà. Sau đây là vận trình chi tiết của tuổi Tuất trong tháng cô hồn. Về phương diện sự nghiệp, mệnh chủ tuổi Tuất bước vào tháng Bình Thân có thất sát tương sinh, dù vận khí bản mệnh mạnh hay yếu thì đều cát lợi. Nguyệt lệnh Bình Thân có chính ấn, thiên ấn tàng chi điện Tuất thổ, cùng tương tác với thất sát. Có thể nói tuổi Tuất vận mệnh mạnh mẽ, tinh thần làm việc dồi dào, dám nằm gai nếm mật, hành sự quyết đoán. Với ấn tín trong tay, bản mệnh sẽ làm nên nghiệp lớn. Người theo binh nghiệp dám mạo hiểm sông pha hiểm nguy, có điểm được tuyên xương, thắng chức. Người làm công ăn lương thì văn võ song toàn, sẽ nắm trong tay quyền lực to lớn. Sát thần thiên ấn còn chủ về quyền lực vô hình, dù không có chức vụ nhưng bản mệnh luôn được đồng nghiệp nể trọng và hỏi han ý kiến đó. Đặc biệt nhân duyên nở rộ, vận trình tương sinh khiến công việc của tuổi Tuất như hổ thêm cánh, rắn thêm chân. Về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc mệnh chủ tuổi Tuất trong tháng 7 âm lịch hoàn toàn được nguyệt lệnh hỗ trợ. Chính ấn tương sinh thất sát, điểm báo cắt tường. Với bản tính lương thiện, đối nhân xử thế chân thực, uy tín lại thêm cần cù tháo vát, nên việc kiếm tiền từ những mối lợi nhỏ với bản mệnh trở nên quá dễ dàng. Ngoài ra trong thời gian này, nếu như tư tưởng mở rộng, dám cải cách, thì mệnh chủ làm ăn sẽ đạt được nhiều thành công bất ngờ về mặt tài chính. Thiên ấn còn đem đến quyền lực công việc, giúp bản mệnh hậu thuẫn đường tài lộc, tàng trong thân kim. Thiên tài ẩn giấu trong bản mệnh vốn chỉ các mối lợi không chính thống, vận may và các món thu ngoài, nghề nghiệp chính. Vì vậy, với đường sự nghiệp hanh thông thì tuổi Tuất hoàn toàn có quyền hy vọng vào mặt tài lộc trong tháng này. Tuy nhiên, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát còn khuyên mệnh chủ tuổi Tuất hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển trong năm Tân Sửu. Đặc biệt, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho mệnh chủ tuổi Tuất. Trên đây, khi phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi của ba con giáp may mắn trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.